Hello, xin chào thưa chú anh chị và các bạn đã quay kênh YouTube của Săn Ma Vlog nha. Hello, xin chào mừng toàn thể của chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Trời Vlog nha. Cả nhà thì hôm nay thì hai anh em đang quay lại cái ngôi nhà hoang nơi cô gái treo cổ. Thì lần trước á cả nhà, thì hai anh em đến. Thì khi mà hai anh em chuẩn bị đi về á thì thấy đứng trước cửa. Thì hôm nay thì mình cũng hai anh em mình quay lại đây nữa. Thì hôm nay chắc có lẽ anh em mình cũng có chuẩn bị một ít đồ đồ mà kiểu đồ đồ giấy đó cả nhà, để đến Đồ giấy, đốt cho cái mùng của cô gái cả nhà. đồ giấy và giấy tiền bạc thì hôm nay cũng chưa biết như thế nào. Thì nhiều anh chị comment nói là khi mà người ta chết á, tự tử á, thì mỗi đêm người ta sẽ diễn lại cái cảnh mà ta chết đó. Thì hôm đó thì anh em đặt cam thì thấy là cái cô gái đó diễn lại cái cảnh mà treo Treo cổ cổ thì thì rất là rùng rợn luôn á. Đó thì những cái video mình làm như thế này nè, để cho cả nhà mình hiểu thêm về thế giới linh. Thì có nhiều người bạn trẻ hiện tại giờ có thể là bù trên này trên kia, nghĩ quẩn này nọ rồi, cứ nghĩ là chết là hết, nhưng mà thật sự sai nha, chết rồi rất là đau khổ. rất là đau khổ, coi như là nếu mà về tự tự dặn này là không có được siêu thoát cả nhà. Với lại cái nghiệp mà mình thắt cổ á, là không có ăn uống gì được luôn á. Chứ họ cũng phải là biết sao, họ không thể thoát, nhưng mà không cái là họ phải ở trên cõi trần này hoài hoài hoài, chừng nào mà nó hết duyên họ Đúng rồi, hết là dương họ mới thọ, được phép mãn đi. mãn dương thọ mới 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 được đi. Hiểu cây không gì vào nữa, giờ anh em đi vào trong luôn Thôi thì cả nhà cùng hai anh em mình vào trong đó cả nhà ơi. đi thôi. Rồi, xin mời cả nhà cùng đi nha. Thì cả nhà có thấy không? Cái khu vực này là nó vắng vẻ lắm, không có một cái căn nhà nào hết. Có tú có ngoài xa kia mới có một căn nhà. Xuất hiện ở thòm dưới đó đó, đó thì như này cái bị vậy đứng thành lời quay lại thấy đứng thành lời cái trời Thấy được nữa, cái Phật tiền hết rồi, giống như là cái gì rớt là đường xuống nè. thấy không Đây à, đây này. Xem trúng cái đầu Tú à. Thấy Quay cái tay đứng đó không chứ. không? Đi tầm tầm đi giống như xe rượu mới không, mình không thấy rượu ngoài đó. Tới cái nhà. Chà. Cái gì vậy? Tới cái nhà này. Cây vú sữa hay gì? Đúng rồi, trước này có một cái cây vú sữa gì cao lắm nè, chạng không. Trên nóc thì đâu có cây gì đâu rụng, ở trên nóc nhà không có cây gì cao nóc nhà thế. Vô nhà coi thử coi. Ta ta tới cửa chưa hay chứ. Đi lên nhà đi. Có tiếng tiếng đùng đùng vậy ta, không biết đâu nó đùng 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 rồi. Hôm nay chiếc chiếu mà ta trải ra ta. Gì? Chiếc chiếu mà ta trải ra. Ai chạy chiếc chiếu này ra.
À, người ta chắc này nhiều khi mấy cái người ta cái gì gì vậy? Cái gì đùng 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 vậy? Thấy gì đâu? Vậy có lỗ nè. Gì vậy? Gì vậy? Mình mới thấy cái kia đó có cái đầu hay gì á. Phải không? Ờ, thì có cửa sổ á. Anh đâu thấy gì đâu. Phải không ta? Đừng lại nữa. Mới thấy gì nữa, nó có thấy nó hình như màu đen. Nếu như cái đầu ấy, phải không biết. Quá quen nhìn nó thôi. Hết hồn trời. À, anh thấy không? Thấy mới hết hồn đó. Đảo lên. Tại vì không camera trắng đen mà nhìn không có kỹ. Thấy đen đen thôi chứ không biết cái gì. Đen biết là cái gì nữa. À, biết sao nhà có cái đường, không có đường đi ra ngoài. Có gì đâu. Có gì hết. Nghĩ xỉu luôn. Phải như có cái đường cửa sao mà đi ra xanh coi được. Coi nó bất dịch thì sao ra. Có bỏ cửa cửa trước rồi thôi nè. Thì có cửa trước nè, bên sau là một cửa sổ. Cả nhà coi như là khi mà nãy lỡ hai anh em lỡ ló ra quay sát luôn không thấy, mà không biết ở đâu ở dưới lú lên hết hết hồn hết vía cả nhà. Mấy bây giờ hai anh em đi vòng qua phía sau coi thử. Giờ mình đi vòng là mình phải tạm tắt camera, mình đi ra ngoài đó mình đi vô chứ. Ừ, giờ đi xa lắm, cái thời gian nó dài lắm. Thôi bây giờ anh em sẽ tạm dừng để đi thẳng ra ngoài và đi ra tới cái đường đi vô nha mọi người. Đúng rồi. Dạ, bây giờ anh em đi vòng qua. Thì hai anh em mình đã đi vòng qua đây cả nhà. Thì nãy thấy vô thấy hướng bên đây. Cái sau bên đây kìa. Và bên đây thì về chúng. Rồi thấy nhà không? Đó là nhà đó, đôi đít đây nè. Phải bật người túi luôn. Anh thấy đây nè, thấy đứng đây. Đứng đây ngay cái cửa sổ này luôn nè. Xung quanh đây cây không à, túi không à. Dạ. Cái gì vậy? Không thấy đường đụng cái túi, đụng cái đủ. Này mình có thấy gì đâu. Tối thui thấy gì cả. Ê, gì vậy? Tôi mới thấy đúng như tổng kìa. Nơi vắng nhện không thấy gì đâu. Đứng kìa. Đứng kìa, đứng kìa. Đứng từ từ đó kìa. Thì cả nhà có thấy đứng bên đó cả nhà. Đứng tóc kìa. Rồi mình bên kia thì thấy nó bên đây, qua đây thấy đứng bên kia chạy. Làm sao thì đứng sai đứng quay thôi chứ đâu có làm gì được đâu. Đâu đi qua đó được. Không đi gần được, muốn đi gần muốn đi qua phải đi vòng bên kia. Thấy thấy rõ không? Thì trắng quá. Đúng rồi đúng rồi. Thấy rõ ràng luôn đúng không? Thấy gần gần luôn nè. Quất quất thì vẫn nổi. Thôi. Đi vòng quanh kia đi, vòng quanh kia vô đó ấy thì mình à, cúng kiến vậy chứ hả? Nãy cái bọn cái con gái không dữ lắm nghe. Nãy giờ xuất hiện chớ giớ hoài. Rồi, có thấy không? Còn đứng tất kìa. Còn đứng người rồi. Ừ.
mất tiêu rồi. Còn không? Thấy đâu mất tiêu rồi. Còn nhiều quá. Ủa? Ờ đúng rồi, còn đứng đó. Tức cái gì chàng? Giờ đi quanh kia, vòng quanh kia đi. Dạ. Cái gì? Cái gì vậy? Mới có 2-4 chạm như vậy em á. Đúng chứ, bàn tay có ai đụng như vậy em á. Ghê gì trời. Nãy giờ đâu lo chú ý quay bên kia mà giống như ai lãi tay vậy nè. Thì cái nhà mới tắt thờ Tú kiểu bị như là một cái vong nào đó là chụp dai vậy nè cả nhà. Giống như cái này nè, anh đang đứng như này đẩy tay nè. Cảm giác rõ ràng vậy luôn đó. Ê có khi nào nó biến qua đây không ta? Không biết nữa. Tại vì nãy mình ở coi lại còn không? Còn ta. Mất tiêu rồi mọi người. Mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi. Ờ, thấy à. Nhìn nó biến đó. Ghê. Nhìn đi ngoài. Dạ, đụng nó đủ ngoài ta. Bây giờ mình sẽ tạm dừng máy đi vòng quanh cả nhà. Thì à, xa. Đường thì nó cũng vòng qua đó nó xa lắm cả nhà, thì chắc anh em mình sẽ tạm ngưng để qua đó. Thì hai anh em mình đã quay qua bên đây rồi cả nhà. Cái gì quấn gọi thì dữ vậy? Cỏ. Cẩn thận nha, lỡ có gặp nữa không có chạy nha. Cái đó hình xui rồi, mình đâu cái hiện hình lành hết hồn với chạy làm sao mới được đâu nói. Cái gì vậy? Cái gì cái ẩm vậy? Không biết cái gì đâu. Cây này cái gì không lẽ rụng trái thú. Còn tiêu mình nhìn cây nào giống cây nấy à. Đẩy đến vô cửa nè. Đứng ngay cửa này luôn. Có nấp trong này không? Có. Giống lắm. Okay. Gì? Nước bịch nước đó uống. Thì lần đầu cả nhà, hai anh em thấy xuất hiện ở bên cái cửa sổ. Hai anh em đi vòng qua thì thấy đứng cửa nhà. Thì bây giờ vòng hai anh em lên nhà có đứng đây nữa không? Cái chỗ này cái không thấy nữa. Có lẽ bây giờ hai anh em mình chuẩn bị để cúng kiến gì đi chứ quá từ phá không à. Thấy phá quá. Ừ, phải không? Những người mà mắc đi tự sát này nọ họ rất là kêu là ấm ức như là không thể nào siêu thoát được, và cũng đang tồn tại ở trên cõi trần này. Nghe một không? Cái hương linh. Ừ. Bằng một hương linh mà có thể là hờn trách cuộc sống, hờn trách cuộc đời, họ oan ức nên họ không đi được. Thì phá vách
Thì thật sự là mình vào cái căn nhà hoang này cái lần đầu tiên thì mình chưa có thấy gì thì mình không có sợ cả nhà. Mà hôm nay vào thì mình rất là sợ luôn. Thầy chứ đi hai anh em muốn nhảy nước đáy luôn á thầy. Chứ một mình chắc có vẻ mọi người hiểu rồi. Thì bây giờ thì thôi cả nhà, hai anh em mình sẽ tạm ngưng để chuẩn bị đặt máy cả nhà. Để cúng kiến cho cái vong linh cô gái cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đặt camera và xem hôm nay cô gái xuất hiện trước camera hay không nha. Tại giờ thấy cũng nhiều lần lắm à. Tạm nhìn cái nha. Rồi cả nhà ơi, thì hai anh em mình hôm nay thì quên nữa, cái tiền bạc tự tâm đang lấy kìa. Anh xé bánh cái này nọ đục lấy cái bọc đi. Để em lấy với lại tiền bạc. Không biết là cái cô gái này họ có cần cái điều gì hay không, nhưng mà giờ mình có nhiều mình cúng nhiều. Bây giờ có hai sắp tiền euro nè. Euro luôn hả? Euro. Giờ em tắt cái đèn nó đi, sáng quá, chán. Trời, mình thấy, mình thấy đường đó chứ. Mình đốt có lửa nên sáng thì hơi tắt. Sức dép luôn à. Cái đèn có đồ thui thôi đừng cắm đèn cắm nhanh. Hồi luôn. Rồi không đi. Rồi cũng luôn đi. Thì hôm nay hai anh em tôi đến đây thì không biết là có xúc phạm hay mạo phạm gì đến cô hay không, thì mong cô cũng tha lỗi. Thì hai anh em tôi có cúng kiến giấy tiền vàng bạc thì mong cô nhận được. Thì hương hồn cô có linh thiêng thì xin hãy về và nhận những cái đồ anh em của mình đem đến nha. Nhìn trong sột sạc quá trời ta. Gió mấy cái chuối gì ngoài này. Bây giờ mình đốt vô đầu luôn nha. Mình đốt đồ với anh đốt giấy. Đốt bên chung đây luôn nè. Rồi sai ra. Nóng quá. Dạ. Để luôn đi. Đang cháy mạnh đốt nhanh. Xé xé vậy nè. Cháy lớn quá. Không có cái gì để khều khều vậy. Ui.
trái hết. Vậy thôi, giờ hai anh em mình sẽ... Thì thôi, hai anh em mình sẽ đi ra ngoài. Thôi đi. Quên đó. Chưa để cái mít rồi nữa.
Điều cái nhà ơi, nãy giờ trong đây mọi người có thấy điều gì không? Ngồi ngoài kia mà nghe tiếng động trong này đùng đùng cả nhà, không biết có cái điều gì hay không. Thì cả nhà xem, cả nhà comment bên dưới và cho anh em biết nha cả nhà. Thì ok cả nhà ơi, thì trong quá trình đặt camera thì không biết là nó cái cô gái này có hiện ra nó hay không, thì rất là mong mọi người comment để cho anh em mình đều biết nha. Và nếu yêu quý kênh cũng như là muốn tìm hiểu theo dõi về những tập sau thì quý cô chú anh chị mình đừng ngần ngại nhấn vào nút đăng ký, bật chuông lên để có thể nhận được những video mới nhất. Và cái điều đó sẽ không tốn phí nha, tại vì có một số anh chị như cô bác á không có biết, tưởng đăng ký sẽ tốn tiền nhưng thật chắc không tốn gì, không có tốn gì hết. Nhưng mà cái đó là đăng miễn ký phí. Miễn phí cả nhà. Thì ok, thì đến giây phút này chắc anh em mình cũng nói lời chia tay cả nhà mình. Và hẹn mọi người vào tập sau. Và cả nhà nếu mà thích anh em mình thì hãy chia sẻ và đăng ký cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Chào mọi người nha.